Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 18 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với tỉnh ủy liên quan đến vấn đề phát triển văn hóa xã hội và xây dựng con người Thừa Thiên Huế. Lũ trên các sông lên nhanh, Thừa Thiên Huế khẩn cấp triển khai phương án ứng phó. Chương trình nhà ở xã hội còn nhiều bất cập, nội dung của tiểu mục đại biểu và cử tri tuần này. Đoàn khảo sát số 3 của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn, sáng nay đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Thừa Thiên Huế liên quan đến vấn đề phát triển văn hóa xã hội và xây dựng con người Thừa Thiên Huế. Làm việc với đoàn có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo tại buổi làm việc, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng khẳng định, xây dựng văn hóa, phát triển văn hóa, con người được Ban Thường vụ tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, cũng là nguồn lực nội sinh quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với việc vận dụng cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, kết hợp phát huy thế mạnh của địa phương, tỉnh đã huy động các nguồn lực cho sự nghiệp văn hóa, đặc biệt là bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa. Tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ giá trị đặc trưng do bản sắc của văn hóa Huế, con người Huế, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, song hành với chất lượng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi và an sinh xã hội. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành làm rõ hơn những kết quả, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện phát triển văn hóa, xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa cùng các vấn đề về phát triển xã hội như giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, việc làm, thu nhập, giảm nghèo. Những kiến nghị đề xuất cũng đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành gửi đến đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương liên quan đến phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, hỗ trợ nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng và các thiết chế văn hóa xã hội, phân bổ các dự án chương trình nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục tại các huyện miền núi. Đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Thừa Thiên Huế, các thành viên trong đoàn khảo sát cùng tìm hiểu sâu hơn các vấn đề quan tâm như việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương với đặc thù của địa phương, kinh nghiệm trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống gia đình cùng những thách thức đặt ra hiện nay, định hướng đào tạo nghề nghiệp, việc đưa công nghệ số vào công tác giữ gìn, phát triển, tôn vinh di sản, hay làm rõ những kinh nghiệm của Thừa Thiên Huế trong vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cho rằng Thừa Thiên Huế chính là điểm vàng để khảo sát, đánh giá, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh nhận định kết quả thực hiện vấn đề phát triển văn hóa xã hội và xây dựng con người Thừa Thiên Huế hết sức có ý nghĩa về mặt thực tiễn trong chuyển hóa các quan điểm, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định kết quả buổi làm việc là nội dung quan trọng, là cơ sở để Trung ương tổng kết thực tiễn địa phương. Tán thành với mục tiêu Thừa Thiên Huế là thành phố di sản, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh nỗ lực phấn đấu để năm 2035 trở thành thành phố di sản của châu Á. Trong đó đề nghị tỉnh bổ sung làm rõ hơn về quan điểm định hướng phát triển của tỉnh về văn hóa xã hội trong thời gian tới bằng các chỉ tiêu cụ thể, làm rõ về yếu tố đặc trưng của con người Huế, chỉ số thành phần phát triển con người văn hóa Huế. Tiếp thu các ý kiến của đoàn khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh tập trung các giải pháp, tăng cường lãnh chỉ đạo để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về sự phát triển văn hóa xã hội, xây dựng văn hóa con người Huế gắn với mục tiêu sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 có mưa to đến rất to. Các hồ chứa trên địa bàn cũng được lệnh tăng cường điều tiết nước về hạ du. Mực lũ trên các sông hiện đang ở mức cao. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, trưa nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
Sau khi nghe văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội cần có phương án sẵn sàng trong ứng phó mưa lũ khi tỉnh yêu cầu. Chính quyền địa phương các cấp cần kiểm tra công tác di dời dân đến nơi an toàn, nhất là các vùng thấp trũng, vùng xung yếu có nguy cơ ngập lũ, sạt lở cao của Phong Điền, Quảng Điền và Hương Trà, A Lưới, Phú Lộc. Đến 15 giờ chiều ngày 18 tháng 10, trên địa bàn tỉnh có 112 hộ di dời đến nơi an toàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành y tế cần phải sẵn sàng phương tiện, cơ sở vật chất ứng trực 24/24 để xử lý khẩn cấp các tình huống xảy ra. Yêu cầu chính quyền địa phương các cấp cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm cũng như đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc tham gia giao thông, cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, tránh trường hợp rủi ro đáng tiếc xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lưu ý vấn đề vận hành hồ Hương Điền nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Hiện nay cả hồ chứa lớn đang vận hành an toàn, hồ Tả Trạch, Bình Điền đang điều tiết các giảm lũ cho hạ du sông Hương, thủy điện Hương Điền đã vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Bồ. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp trực tuyến với các địa phương kiểm tra tình hình ứng phó bão lũ. Nội dung trọng tâm là tình hình di dân, các phương án tại chỗ, dự trữ và phương án ứng phó các điểm xung yếu. Chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành địa phương đã thông tin công tác ứng phó, nhất là việc rà soát di dời dân cư các khu vực xung yếu, triển khai các phương án theo phương châm 4 tại chỗ. Các chủ đập thủy lợi thủy điện, chủ đầu tư cả công trình dự án cũng đã báo cáo cập nhật tình hình. Nhìn chung đến thời điểm này, công tác vận hành điều tiết lũ đảm bảo an toàn, cả công trình dự án trọng điểm trên địa bàn cũng đã chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn con người, thiết bị, vật tư. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình, tổ chức chỉ đạo trực tiếp kiểm tra cả khu vực xung yếu, phân công các lực lượng túc trực 24/24 tại các điểm ngập sâu để cảnh báo điều tiết giao thông, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cảnh báo cho nhân dân tuyệt đối không chủ quan. Công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ tại các địa phương cần được triển khai nghiêm túc, sẵn sàng cho tình huống mưa lũ kéo dài. Tiếp tục rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng ngập úng để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước. Hiện nay mực nước trên các con sông đang dâng cao tương đối nhanh, kéo theo nguy cơ ngập lụt, đặc biệt là tại các địa bàn thấp trũng. Học sinh toàn tỉnh đã được nghỉ học trong chiều nay ngày 18 tháng 10 để đảm bảo an toàn. Từ chiều 18 tháng 10 đến sáng 19 tháng 10, dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông Bồ có thể đạt trên báo động 3, sông Hương trên báo động 2. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chủ động lên các phương án để ứng phó trong đợt mưa lũ này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo đó, trong sáng ngày 18 tháng 10, vào lúc 5 giờ, thủy điện Hương Điền được lần điều tiết với lưu lượng 1.100 đến 2.000 mét khối trên giây. Thủy điện Bình Điền được lần điều tiết lúc 8 giờ với lưu lượng từ 250 đến 600 mét khối trên giây. Hồ chứa Tả Trạch được lần điều tiết lúc 10 giờ với lưu lượng từ 400 đến 900 mét khối trên giây. Hiện nay, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang dâng nhanh, vượt mức báo động 2. Dự kiến trong trưa nay, sông Bồ sẽ vượt mức báo động 3. Mưa lớn kết hợp cả hồ chứa được lần điều tiết nước làm tăng nguy cơ ngập lụt tại khu vực hạ du. Ngay trong sáng nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo địa phương đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Với cái lũ lượng thế này và cái lượng mưa thế này thì dự kiến từ đến tối sẽ trên báo động 3, chuyển hết sức nguy hiểm, nên đề nghị các địa phương, các ngành hết sức chủ động trong việc này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh, trước Chủ tịch Ủy ban tỉnh nếu để ra xảy ra sự cố, đặc biệt là người dân. Yêu cầu người dân trong khi mưa lũ mưa bão không được ra sông, ra cái vùng nguy hiểm. Chúng tôi rất tiếc là mới đầu mưa bão mà đã để hai người chết là không được. Chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về cái này. Thì đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm về việc này để tuyên truyền vận động, thậm chí cần thiết cưỡng chế người dân đến các cái vùng an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, dự báo từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10, ở khu vực Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cơ quan đơn vị địa phương cần tuyệt đối không được chủ quan, tập trung cao cho công tác phòng chống thiên tai, triển khai đồng bộ các giải pháp cho năm 2023, phấn đấu giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đến mức thấp nhất. Hiện tại các địa phương vùng trũng, tình hình ngập úng chia cắt tiếp tục diễn biến phức tạp. Lãnh đạo các địa phương cũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa bàn xung yếu với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng chí Võ Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại các xã Phong An và Phong Hiền. Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai xã Phong An và Phong Hiền, trước tình hình diễn biến của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã lên phương án để tổ chức di dời các hộ dân ở các thôn thấp trũng, cô lập đến nơi an toàn. Ngoài bố trí các lực lượng và lực lượng xung kích cũng như phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có các tình huống xảy ra. Hiện nay, trên địa bàn hai xã Phong An và Phong Hiền đã có nhiều tuyến đường đã ngập sâu trong nước. Chính quyền các địa phương đã đặt biển cảnh báo đối với người dân đi lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bên cạnh đó, tại thôn Thường An 1, xã Phong An đã sạt lở 2 điểm ở bờ sông Bồ. Đồng chí Võ Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các xã Phong An và Phong Hiền chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Thường xuyên thông tin cảnh báo tình hình mưa lũ trên hệ thống loa đài để người dân biết và chủ động ứng phó. Khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm để đánh cá vớt củi khi mưa lớn, nước lũ dâng lên cao. Quan tâm công tác di dời các hộ dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai ở các thôn thấp trũng, cô lập lên cao. Tổ chức thường trực 24 trên 24 giờ, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân. Đối với sạt lở ở bờ sông Bồ, đồng chí Võ Văn Vui yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Phong An có phương án khắc phục nhanh các điểm sạt lở cũng như đặt biển cảnh báo để người dân biết không đi vào. Bên cạnh đó, với các hộ dân sinh sống ở bờ sông Bồ, đoàn thôn Thường An 1 tuyên truyền vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Chiều ngày 18 tháng 10, đồng chí Trần Quốc Thắng, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại các xã thấp trũng. Hiện nay trên địa bàn huyện Quảng Điền, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị ngập lụt, có nơi sâu hơn 1 mét nên giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Nước lũ cũng đã gây ngập lụt hơn 299 nhà dân, trong đó nặng nhất là xã Quảng Thành. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương tiến hành thống kê, ra soát, lập danh sách các hộ nhà cửa tạm bợ, nơi nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Theo đó, đã di dời 95 hộ với 180 nhân khẩu. Bên cạnh đó, huyện Quảng Điền đã triển khai nhiều biện pháp đối phó lũ lớn, nghiêm túc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, cần có kế hoạch bảo vệ tính mạng tài sản của người dân. Huyện cũng đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện ra soát các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai để chuyển lên tuyến trên. Sau khi nghe báo cáo và qua kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền các cấp trong công tác ứng phó phòng chống thiên tai. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, đây là trận lũ lớn, mức độ nguy hiểm khá cao, cần có kế hoạch bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, tăng cường thông tin tuyên truyền và cảnh báo về tình hình mưa lũ, vận động người dân dự trữ lương thực, thực phẩm đủ dùng tối thiểu trong 10 ngày, nghiêm cấm tất cả người dân đi lại trong nước lũ. Các xã chỉ đạo các hộ dân gia cố neo lồng bè để hạn chế thất thoát, sau lũ cần quan tâm công tác vệ sinh môi trường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà cho biết, mưa lớn trong những ngày qua kết hợp với điều tiết xả lũ của hồ thủy điện Hương Điền đã làm một số tuyến đường ở các địa phương như Hương Toàn, Hương Chữ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Xuân, Tử Hà bị ngập từ 0,3 đến 1,2 mét, gây chia cắt về giao thông đi lại. Tình hình mưa lũ chưa gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều diện tích hoa màu của bà con nông dân tại các địa phương bị ngập hiện chưa thống kê được thiệt hại. Về tình hình sạt lở, mưa lớn từ ngày 9 tháng 10 đến nay đã làm sạt lở bờ sông Bồ tại tổ dân phố La Thành, phường Hương Vân dài khoảng 5 mét và kè sông Bồ tại tổ dân phố 7, phường Tử Hà bị sạt lở dài 12 mét. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ngay trong sáng 18 tháng 10, các địa phương đã tiến hành vận động di dời, sơ tán 57 hộ với 106 khẩu ở các nơi thấp trũng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Hiện các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động triển khai theo phương châm 4 tại chỗ nhằm ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Mưa lũ cũng đã khiến cho nhiều tuyến giao thông huyện Mạt bị ngập sâu từ 0,3 cho đến 0,5 mét, có nơi ngập 1,5 mét như tỉnh lộ 6 đi qua thị trấn Phong Điền. Ngành giao thông và chính quyền các địa phương đã phân công lực lượng thường trực tổ chức rào chắn, cấm xe tại các điểm nguy hiểm. Đặc biệt tại đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại km 392+100. Ước tính có khoảng 6.300 mét khối đất đã sạt xuống mặt đường từ 7:30 sáng nay ngày 18 tháng 10. Khu quản lý đường bộ 2 đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phân luồng cảnh báo từ xa, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị, thực hiện chuyên đề giám sát năm 2023 theo kế hoạch, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai giám sát tình hình kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng về chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đối với công nhân lao động trên địa bàn. Mục tiêu của nghị quyết nhằm giải quyết tận gốc vấn đề nổi cộm trong thực tiễn cuộc sống, góp phần lan mạnh hóa thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội nói chung, đáp ứng mong mỏi và nhu cầu thực tế của người dân trong thời gian tới. Đây là cụm chung cư của các dự án nhà ở xã hội của tỉnh đã được đưa vào hoạt động nhiều năm nay. Quá trình nhà ở xã hội đưa vào hoạt động cho thấy nhiều dự án nhà ở xã hội được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở phát triển đa dạng cả về kiểu dáng, đã hình thành được những khu dân cư mới, tuyến phố mới, góp phần vào việc chỉnh trang đô thị và tạo chỗ ở ổn định cho các tầng lớp nhân dân, đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, xây dựng lối sống văn minh hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện các dự án, nhất là những dự án đã đi vào hoạt động, như nhiều dự án sau một thời gian dài hoạt động vẫn chưa có ban điều hành quản trị. Một số dự án vẫn còn thiếu các thiết chế sinh hoạt cộng đồng chung, thiếu nhà để xe, tình trạng lấn chiếm các khu vực sinh hoạt chung để kinh doanh. Tại buổi làm việc với đoàn giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Huế cũng đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến những bất cập còn tồn tại ở các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Một số hạng mục phụ trợ nhằm nằm trong dự án bắt buộc được phê duyệt như nhà để xe diện tích thiếu, không đảm bảo, nhà sinh hoạt cộng đồng chưa có, một số hạng mục chủ đầu tư chưa sử dụng sai mục đích như cho thuê mặt bằng, thì những tồn tại nêu trên thì hiện nay cũng cư dân cũng đang tiếp tục kiến nghị, và hiện nay là tỉnh đang giao Sở Xây dựng và Ủy ban thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, các phường có chung có dự án nhà chung cư phối hợp để mà giải quyết. Liên quan đến cái hoạt động của ban quản trị đấy, báo cáo về các ông chỉ là theo cái như thông tư 02 thì ngay nếu như mà đủ cái số lượng 75% và 50% dân cư đến ở thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm là tổ chức cái hội nghị chung cư ngay từ ban đầu và mời lãnh đạo, mời địa phương để cùng tham dự đấy, và nếu như mà tổ chức được không được và dưới 50% thì lúc đó mới ủy ban phương mới chủ trì tổ chức cái hội nghị ban đầu đấy, thì cái này là có quy định rồi, thì lâu nay là các cái chủ đầu tư cũng ít quan tâm cái chỗ này. Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, thực hiện nghị quyết số 118 và 132 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay tỉnh đã chấp thuận đầu tư cho 9 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 4 dự án nhà ở xã hội độc lập đã được chấp thuận đầu tư giai đoạn 2010-2014. Đến nay đã hoàn thành và bàn giao căn hộ cho khách hàng với diện tích hơn 4,1 hectare với 1.773 căn hộ. Có 3 dự án triển khai chậm từ 1 đến 3 năm so với tiến độ được phê duyệt. Có 2 dự án nhà ở xã hội độc lập được chấp thuận đầu tư giai đoạn 2020-2021 với diện tích hơn 11 hectare, tổng số căn hộ 2.900 căn. Còn đối với nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp, đến nay chỉ mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu về nhà ở cho công nhân lao động. Chủ trương của tỉnh là khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Trong cái quá trình mở bán thì cũng có một số vướng mắc
trong cái quá trình xét duyệt hồ sơ của các phường xã tại địa phương trên tỉnh Thừa Thiên Huế là về xác nhận cho các cái đối tượng về nhà ở, đất ở và các đối tượng lao động tự do thu nhập thấp. Thì trong các cái xác nhận này thì các phường xã cũng chưa xác nhận cho khách hàng, cũng vì nhiều lý do nên là cũng khó khăn cho chủ đầu tư trong cái công tác mà để khách hàng tiếp cận được các cái sản phẩm về nhà ở xã hội của doanh nghiệp. Kiện nghị đối với cái đoàn giám sát hôm nay thì cũng chủ đầu tư cũng mong muốn đoàn giám sát lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc của thực hiện cho dự án như phần các cái phần hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cái cuộc sống an sinh xã hội cho tại khu chung cư Arania. Thứ hai nữa là cũng kiện nghị đoàn giám sát gắn kết giữa chủ đầu tư và ban quản trị để thực hiện hài hòa các cái công tác bàn giao để thực hiện đảm bảo quản lý vận hành sau khi mà chủ đầu tư đã bàn giao cho ban quản trị để đảm bảo cái cuộc sống cho cư dân. Qua giám sát các dự án nhà ở đã triển khai thực hiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân đánh giá cao nỗ lực triển khai thực hiện của các sở ban ngành. Kết quả đạt được đã chứng minh cho thấy hiệu quả của chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm chưa được thực hiện, công tác nắm bắt thông tin chưa được thường xuyên và kịp thời, công tác theo dõi, giám sát các dự án khu dân cư, xây dựng nhà ở chưa thường xuyên, đi vào hoạt động nhưng không thành lập ban quản trị chung cư. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Phần cuối là một số thông tin khác. Trường Đại học Luật Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Thăng Long tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật Đại học Huế chu kỳ 2. Sau 5 ngày làm việc chính thức với các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan, phỏng vấn và thảo luận với các nhóm có liên quan, thông qua 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, đại diện đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Luật Đại học Huế. Theo đó, đoàn đánh giá cao những cải tiến về các mặt hoạt động của nhà trường, các chương trình đào tạo đã được kiểm định phù hợp với nhu cầu của xã hội. Đội ngũ cán bộ giảng viên ngày càng nâng cao chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp cao. Đoàn chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị để Trường Đại học Luật Đại học Huế có kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Đặc biệt nhấn mạnh cần có sự phân tích đánh giá kết quả tuyển sinh, nhập học và kết quả học tập, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sau đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quản lý, tăng cường các đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và cả công bố quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Đức Lương, hiệu trưởng Trường Đại học Luật Đại học Huế chia sẻ, sau đợt khảo sát này, tập thể cán bộ viên chức người lao động của trường sẽ sử dụng hiệu quả cả kết quả của đánh giá ngoài. Nhà trường sẽ điều chỉnh hoàn thiện những kiến nghị hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian đến. Kết thúc lễ bế mạc, đại diện Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Thăng Long và Trường Đại học Luật Đại học Huế đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật Đại học Huế chu kỳ 2. Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Liên đoàn Lao động huyện Quảng Điền tổ chức hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu chính sách pháp luật trong nữ đoàn viên lao động nữ năm 2023. Theo đó, 100 thí sinh tham gia hội thi đã trải qua các phần thi với 25 câu hỏi tổng hợp theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh chọn phương án trả lời chính xác. Nội dung câu hỏi tập trung tìm hiểu về an toàn giao thông, pháp luật lao động, việc làm, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới. Qua đó nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cho cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động nắm bắt hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động. Pháp luật về an toàn giao thông tạo nên sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp đoàn viên công đoàn hiểu biết hơn nữa về kiến thức pháp luật, từ đó tích cực tham gia chính trị và hoạt động cộng đồng, đồng thời vận dụng lồng ghép một cách linh hoạt vào trong công việc và sinh hoạt nhằm chia sẻ trách nhiệm và hiểu biết chung, góp phần phát triển và tiến bộ của phụ nữ từ trong gia đình, tổ chức công đoàn cho đến ngoài xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình đồng chí Trần Văn Trôi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông. Tham dự buổi lễ có Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương.
Đồng chí Trần Văn Trôi hiện là phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình đồng chí, Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà, nguồn kinh phí trích từ quỹ vì người nghèo của quân khu. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn thực hiện tổ chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm đề nghị cấp trên cũng như trích kinh phí của đơn vị để hỗ trợ xây nhà, sửa nhà cho cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 2023. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.